little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less fun, a little less match, a little more fun. Close your mouth, open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Kính thưa quý vị, Công Thành. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Thành xin được kính chào tất cả quý vị tại ngày thứ tư tại đài VFN trong chương trình Công Thành Show. Thành hy vọng là quý vị đã coi cái ngày mà countdown của VFN vào tuần vừa rồi, và rất mong là quý vị đã có một đêm thật là vui. Và hôm nay Cảnh Chúng rất mong là quý vị có một đêm thật là vui với Công Thành Show. Và cũng như thường lệ, kính thưa quý vị, bên tay phải của Thành là anh Thảo Nguyễn, ở đằng trước có anh Hai, bên tay trái Jimmy, và bên tay trái nữa là anh Tommy. Và kính thưa quý vị, sound engineer ngồi trên kia là anh Đức, và ở trong có anh Quang và anh Hiện. Quý vị, đó là tất cả cameraman và nhân viên của Công Thành Show. Yeah. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Thành lại rất mong là được vào tận nhà của quý vị, và trong phòng của quý vị, mà quý vị ngồi phòng nào Thành cũng được vào hết để quý vị coi chương trình Công Thành Show ngày hôm nay. Và đặc biệt là xin mời quý vị gọi vào 531-714, 531-8884. Chương trình ngày hôm nay, kính thưa quý vị, có những người em mà Thành đã được đi show cách đây 2-3 tuần và đi chung với nhau, là có nữ ca sĩ Phương Trang, nữ ca sĩ Thái Ngọc Bích, và đặc biệt là một người em rất là thân thương là nam ca sĩ Phan Đình Tùng, ngày hôm nay sẽ có mặt trong chương trình Công Thành Show. Kính thưa quý vị, Nghĩa Sứa. Hai Nghĩa, khỏe không? Sau cái bữa cao đao khỏe không? Hơi bị mệt. Hơi bị mệt phải không? Dạ. Tại mà... ăn nhiều quá Thành ơi. À, bữa đó, bữa đó là đồ ăn ở đây là đầy hết cho tới 12 giờ mà còn có thêm cháo nữa. Dạ đúng rồi, còn cháo nữa. Nguyên một cái party thật là đặc biệt ngày hôm đó của đài VHN, kính thưa quý vị. Và trước khi bắt đầu chương trình, Thành xin được mạn phép để giới thiệu của quý vị là tuyển lựa ca sĩ của 5M Music bảo trợ bởi Winstar Casino và VHN TV. À, có 3 phần sơ kết là có 30 thí sinh, 1 phần tứ kết còn lại 9 thí sinh, 1 phần bán kết còn lại 4 thí sinh, 1 phần chung kết còn lại 2 thí sinh, kính thưa quý vị. Giải nhất là 10.000 đô la và giải nhì và 1 năm show với lại 5M Music. Và giải nhì là 5.000 đô la, kính thưa quý vị. Bán kết tất cả các cuộc thi sẽ được chiếu trên đài VHN TV, hệ thống Direct TV băng tầng 2073. Xin các anh các chị gửi tên này, hình này, và một bài demo. Thí sinh sẽ được thông báo khi được chọn vào sơ kết, gửi vào email là contest@5mmusic.com, là đang có số ở trên TV. Xin mời các anh các chị ghi vào, phải trên 18 tuổi, hoặc là gọi vào 713-391-5059 để biết thêm về chi tiết. Ban tổ chức sẽ lo hotel, ăn uống và chuyên chở, mà thí sinh là phải tự đến Dallas một ngày trước ngày trình diễn, đó là phi trường là DFW, và 18 tuổi trở lên. Vòng sơ kết đầu tiên sẽ được tổ chức tại Winstar Casino vào ngày 18 tháng 3 2012. Thành biết là rất nhiều các anh các chị sẽ ghi tên trong cái ngày đó. Việt Nam mình bây giờ hát rất là hay nha Nghĩa. Chắc em hát luôn quá. Em hát là chết liền. Và kính thưa quý vị, mùng 8 tây tháng 1, tức là thứ bảy tuần tới, Thành rất mong là được gặp tất cả quý vị tại Southern Indiana Horseshoe Casino, mà nó cách Louisville chừng 20 phút, kính thưa quý vị. Thành sẽ có mặt ở đó, và chương trình của Horseshoe Southern Indiana
và sẽ có Bằng Kiều, Tuấn Anh, Minh Tuyết, Công Thành, Linh, Đan Nguyên, Linda Châu, Lê Tín, Thúy Nga và ban nhạc The Strikers Band. Kính thưa quý vị, Thành xin kính mời quý vị đến để chung vui. Anh có một bài thơ này anh phải đọc cho tất cả mọi người nghe, nhưng mà kính thưa quý vị phải nghe cho đến khúc chót thì nó mới hay là nghĩa nghe này nhá. Bài này là bài về tình yêu. Gió đưa cành trúc la đà, anh mê ăn phở, về nhà chán cơm. Nhưng mà cái chót, nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ hơn, nhưng mà cái chót hay lắm. Bồ là phở nóng tuyệt vời, vợ là cơm nguội đáy nồi hầm hiu. Bồ là nơi tỏ lời yêu, vợ là nơi chút bao nhiêu bực mình. Bồ là rượu ngọt trong bình, vợ là nước ở đỉnh ao nhạt phèo. Bồ thì đôi mắt trong veo, vợ thì đôi mắt gườm gườm như beo. Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền, vợ tiêu một cách thì liền kêu hoang. Mà bồ dỗi thì bảo dễ thương, mà vợ dỗi bị mắng không an phận già. Quá tội nghiệp. Nhưng mà cái này này bắt đầu đây nè. Một khi túi hãy còn tiền, bồ thì thắm thiết kề liền bên anh. Một mai hết sạch sành xanh, nó giọt thì vợ đón anh về nhà. Đấy không? Nè. Bồ thì cái này nè, tay cái này nữa nè. Quá đúng, các anh phải nghe cho kỹ nè. Bồ là lều, vợ là nhà, gió lớn lều sụp, mái nhà còn nguyên. À. Đây, vợ là cơm nguội của ta, nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng. Mà kính thưa quý vị, Thành không biết ai viết bài này nhưng mà Thành thấy quá hay luôn. Và kính thưa quý vị, 2 tuần trước Thành được hân hạnh để hát với một nữ ca sĩ của trong nước đi ra ngoài này để hát cho chúng ta. Mà Thành thấy cô quá dễ thương, mà Thành được hân hạnh là tuần vừa rồi là cô lại hát ở San Diego. Thành bảo là em phải ráng em ở lại cho đến ngày thứ tư để anh thế nào anh phải mời em để lên đài VHN trong chương trình Công Thành Show để chung vui với tất cả đồng bào tại hải ngoại. Và Thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Phương Trang. Yeah. Mời em ngồi. Úi giời, được hôn 2 cái đã quá. Anh có lời rồi đó, anh có lời rồi. Anh xin em Phương Trang chào xin một vài lời với quý vị khán thính giả của đài VHN. Phương Trang xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài VHN và chào anh Công Thành. Yes, cách đây chừng 2 tuần Thành được hát chung với lại Phương Trang tại Lake Charles, casino ở Lake Charles. Mà Thành thấy trời ơi, Phương Trang quá là dễ thương. Mà kính thưa quý vị, thiệt Thành không, lại được thiệt biết không, thiệt thì không. Quá dễ thương luôn. Bữa đó em nhớ có chị Lin, anh đâu dám khen em đâu. Không. Không, không, không có chị Lin. Thành ra em là phở. Anh nghĩa quá, anh nghĩa cười quá. Và kính thưa quý vị, Thành lại được biết là Phương Trang là Á hậu điện ảnh năm 2010 được tổ chức tại đâu vậy em? Dạ, tổ Sài Gòn chức tại à? Sài Gòn. Ok. Dạ. Được tổ chức tại Sài Gòn năm 2010 kính thưa quý vị. Và Thành xin được để giới thiệu đến quý vị đó là nữ ca sĩ Phương Trang, nữ ca sĩ Phương Trang của Á hậu điện ảnh phải không? Dạ. 2010. Dạ không, em là Á hậu điện ảnh triển vọng 2010. Úi trời, dài quá vậy. Dạ. Dài, dài điện... mà người ta nhớ mới là hay. Á hậu điện ảnh triển vọng. Triển vọng, dạ. Em là Á hậu rồi, là em đã có triển vọng rồi, cần gì phải triển vọng nữa. Thì đi thi rồi mới biết có triển vọng hay không đó. Ồ, chắc chắn luôn. Chắc chắn nhìn em là em anh thấy là chắc chắn có triển vọng rồi. Thì không anh Nghĩa. Yeah. Anh Nghĩa là anh ấy giơ cả 2 tay lẫn 2 chân luôn á.
Yeah. Và kính thưa quý vị, Thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị cái album là Non Stop Phương Trang. Là không có dừng đó anh. Không có dừng, mình chơi tuốt luôn đó hả? Non Stop Phương Trang, kính thưa quý vị. Đây là cái mặt trước. Hiền hơn mặt sau. Trong này bao nhiêu bài Trang? Dạ khoảng tầm 30 mấy bài ạ. What? 30 mấy bài hả? Dạ. Nhưng mà anh nghe kỹ một bài nó chỉ có nửa bài thôi. Oh. Nó liên tục giống như là cái. Tức là em làm như là một cái liên khúc hả? Dạ liên khúc non stop. Oh I see. Tức là bởi vậy mới là gọi là non stop. Oh dạ. I see. Nó là liên khúc album liên khúc Phương Trang. Dạ. Ok. Kính thưa quý vị. Cẩm trong đó hết đó anh. Đó non stop Phương Trang để Thành được giới thiệu đến quý vị. Bây giờ đấy em hát cho anh một bài được không? Dạ được chứ. Được không? Để cho quý vị đài VHN được thưởng thức cái giọng của em. Vỗ tay đi rồi Trang hát. Vỗ chứ trời, vỗ tay là chuyện nhỏ. Nhưng mà cái mà anh muốn nói là em hát một bài nhé. Dạ. Tại vì mình không có thì giờ để em hát 35 bài trong ngày. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phương Trang. Xin mời quý vị. Và đến với đài VHN thì Phương Trang có một ca khúc của nhạc sĩ Yên Lam nằm trong album nhạc phim của Phương Trang phát hành trước cái album Non Stop này, nhạc phẩm Trái Đắng. Xin mời quý vị khán giả cùng nghe. Trái đắng từng ngày.
quý vị khán giả rất nhiều. Cảm ơn anh Nghĩa. Mì cá cày. Mì cá cày. Quá hay. Mời em. Dạ. Và kính thưa quý vị, đó là giọng hát của nữ ca sĩ Phương Trang, kính thưa quý vị. Và Thành xin được mạn phép quý vị để cho đài VHN có một phần quảng cáo, và Thành sẽ trở lại với Phương Trang và Thái Ngọc Bích, Phan Đình Tùng. Xin kính mời quý vị.